Linh, sao thầy biết tẩy trang trong tiếng Nhật là gì? Kê sô kê sự. Đúng, nhưng mà trong tiếng Việt kê sự trong kê siêu gô mự là cái cục tẩy. Còn tẩy trang á là tẩy để rũ bỏ cái lớp đấy đi. Nó phải là kê sô ô tô sự. Đánh nó xuống, tẩy cái lớp đấy xuống. Ok. Có một từ nữa cũng đố em này. Thắt dây an toàn khi em đi ô tô, nó là gì? Anzen beruto shimete kudasai. Suýt đúng, đúng không? Chuẩn là anzen là an toàn, nhưng dây an toàn nó có một cụm là shito beruto. Shito beruto shimete kudasai. Cuối cùng nhá, có một từ hơi khó một tí. Tính cách hơn thua, không thích thua, chỉ muốn thắng thôi. Makeru no ga kirai na sekaku. Em rất đúng, dịch như thế rất chuẩn và có thể người ta sẽ hiểu. Nhưng để thuần Nhật nhất, để nó nói tự nhiên nhất, có một từ đó gì? Makeru girai, biến âm makeru girai na sekaku. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhớ cái từ đấy nhá. Đấy có nghĩa là hơn thua trong tiếng Việt.